Dạ Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc một ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì hôm nay cũng ở tại vườn nhà, em xin giới thiệu cho cô chú anh chị xem một số cây bonsai mini đủ các loại chân, có linh sam, mai chiếu thủy, rồi mận, cần thăng, rồi bông bập. Mong cô chú anh chị xem, nếu có thích thì ủng hộ em. Dạ. Con cũng xin chào quý cô chú anh chị, chúc sức khỏe quý cô chú anh chị. Hôm nay con tiếp anh Khánh nuôi một số cây bự nè. Rồi. Mong cô chú anh chị ủng hộ anh Khánh. Dạ. Có rồi. Gì cô chú anh chị liên hệ với anh Khánh. Rồi. Dạ. Cái đầu tiên là cây mận dáng thú nha quý cô chú. Cái móc chân này lực lực thôi. Một cây mận hình thú của dạ, chú anh chị. Dạ, quay cô chú xem một vòng đấy. À, có bị lỗi cái là nó bị táp da. Đây. Cái nó trồng cũng lực luôn nè. Mà mình nhiều chuyện quá mình không có coi cái nó bị táp da táp nắng hay nào không hay. Chứ cây thì cây đẹp lắm cô chú anh chị. Cây mận. Cây mận mà dáng bonsai mà nó có cái cục u đây quái rồi quý cô chú. Nó côn lại nó lùng lực rồi đây. U quá. Cây này cái đế thì cô chú anh chị khỏi chê luôn. Đó. Kiếm mấy cây mận bonsai thế này khó lắm. Đây. Mày mận đỏ xưa của mình á. Lá to to không nè. Con đo cái hạo cái này người ta kêu bằng cục lọc thôi. Nè. Nguyên cái cục này nè. Rồi em thử đo nguyên cái hoành của cái con này. Tại vì cái dáng nó chết cha. Dáng hoành nó nằm vậy đó cho nên mình đo vậy đó cô chú anh chị ơi. Chứ không biết đo sao nữa tại vì nó nguyên một cục mà. 90 mấy là em? 94 nguyên cô chú. 94. Dạ. Mình tính 92 đi. Dạ. Nguyên cái dòng này 92. Rồi. Em đo cái này hoành thân của cái này luôn rồi. Đo vậy đi cho cô chú anh chị xem không biết đo sao nữa nha. 44 quý cô chú ơi. Ngay vị trí này đo được một thân nên là 44. Dạ. Rồi. Rồi cái thân trên đây. Trên đây được là 28. Rồi cái thân nhỏ trên đây là được 28. Dạ. Này thì mới sắp dây, mới vô dây lại được mấy tháng cô chú anh chị ơi? Cái này đang vô chậu 62 của chú, 62 lọt vòng. Rồi, em quay vòng qua bên kia giùm. Đây cái đường táp nắng nó dài như vậy, em đo thử giùm anh luôn. Đây, cái đế bên này rất là đẹp luôn. Chỉ bị cái táp nắng thôi. Cái đường táp nắng của nó là 30. Rồi, nó dài 30 luôn ha. Cái đường kính tán là 1 mét. Rồi, tổng toàn là 1 mét. Chiều cao. Cao lên được là 70. Rồi. Dạ. Một cái mận khá là đẹp của chú anh chị. Đây cái mặt cắt ở trên này thì em xử lý rồi cho anh. Nó kéo lại nè. Đây. Nó kéo rất là mạnh. Kéo cắt này đâu quý cô chú. Kéo rất là mạnh luôn của chú anh chị. Dạ. Có mặt cắt nhỏ là kéo bít luôn ha. Tại vì mình xài keo chuyên dụng của mình á. Cái mặn mã số 1. Khánh báo giá luôn Khánh đây. Cây mận mã số 1, em xin giao lưu giá là 3,5 triệu ha, bao ship toàn quốc luôn. Không chậu nha anh Khánh. Không chậu của chú anh chị ơi, cái này rút chậu, chậu rất là nặng luôn. Nếu của chú anh chị muốn để nguyên cái chậu thì phụ chút xíu tiền ship thôi là được à. Cái này đóng kiện hộp luôn. Cái này phải đóng kiện rất là chắc chắn mới đi được, tại vì nó nặng lắm của chú anh chị. Nó có chi tay cho mình ấy không được. Rồi. Mã số 1, 3,5 triệu nha quý cô chú. 3,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Không chậu. Dạ. Tiếp theo là phôi số 2 của chú anh chị ơi. Phôi dâm bụt nha quý cô chú. Một là phôi dâm bụt mới dán, cắt xuống. Dán giống như dán gừng vậy đó. Nguyên cụm gừng. Nó nghiêng ngả theo đây một cụm gừng. Này em quay vòng giùm anh. Đó, cái này nó quái luôn. Giống như nó nối liền nhưng mà không phải, nó một thân nó ra quý cô chú. Rồi cái này nó có hai cụm ha, mình nhìn thấy vô đây là hai cụm. Nè cái phần này nè, nhưng mà nó dính từ hồi nhỏ của chú anh chị ơi. Chắc cũng có thể tách đó nhưng mà nó dính cứng lắm à. Rồi một phôi dâm bụt mà đỏ ha. Tổng cái chiều ngang nó nhiêu? Ngang nó là 65 nguyên quý cô chú. Rồi ngang 65. Dạ. Hảo hảo cái chiều cao. Cao lên tới đây được là 20. Rồi. Còn này mình vô cái dĩa cô chú anh chị. Con đo cái thằng chủ lực là thằng này đi. Chứ mấy thằng kia con đo không được.
Dạ nó là 16 nha quý cô chú. Rồi. Thì nó khoảng 16 17 nó ngang với nhau vậy. Có 12 10 dạ. Có đó nè. Đó, nguyên một cái cụm bông bụp. Dạ. Đây em xử lý keo rồi gọt mặt hết trơn rồi nè. Về mình vô cái dĩa mình chơi thôi, ghép ghép bông bụp Thái ha, có đế luôn. Đây. Dạ. Cây số 2 này con nghe anh Khánh báo giá là 800.000đ. Bao xíu toàn quốc nha quý cô chú. 800k cô chú anh chị. Thì ở đây anh em tụi con cũng bán là bao sống khỏe quý cô chú anh chị nha quý cô chú. Bao sống toàn quốc luôn. Cô chú anh chị cứ yên tâm thì con người bán trên kênh của anh Khánh cũng như anh Khánh bán thì quan trọng là mình vui vẻ, mình giao lưu với nhau thôi nha quý cô chú. Dạ. 800k cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn. Giáp bụt. Rồi tiếp theo là cây số 3 là cây linh sam. Sam siêu bông. Đây, con... cây này con thấy đi dây là hai nước nha quý cô chú. Rồi. Rồi em cho dòng chậm chậm luôn. Linh sam này linh sam gì anh? Linh sam siêu bông em. Dạ. Rồi một cây sam siêu bông. Cây này thì hôm nay em bán khuyến mãi luôn cô chú anh chị ơi. Đây. Trực bay với chú. Cây trực bay rất là đẹp luôn. Đây. Cốt nó cành nè. Dạ. Tay cành thì đang vô dây ha. Xa xa tổng thể con cho chiều cao với cô chú. Cao lên được là 38. Rồi 38. Tán ngang đó là được là 59. Dạ. Cái hoành của nó ngay vị trí này. Rồi em cứ báo đây. Đó là 21. 21 mình tính 20 của chú cái anh chỗ chị. Nở đây nè. Nó sát cổ đế. 20 29. 29 luôn. Dạ. Rồi nguyên cái tổng cái đế này luôn dùm luôn coi xem. Rồi mình hạo thử nó. Tổng đường kinh tế đó là 52. Rồi tính 50 của chú anh chị ơi. Dạ. Rồi cái này em giao lưu nhanh luôn, giá là 1 triệu luôn, bao ship toàn quốc luôn, cả chậu luôn cô chú anh chị luôn. 1 triệu ha, cả số chậu. 3. Bao xếp toàn quốc luôn. Cái này phải đóng thùng nha quý cô chú. Vô thùng mới đi được. Rồi 1 triệu. Linh sam này nhiều khi mình xếp á quý cô chú. Nó trong thùng nó hơi hầm lá, nó hơi rụng xíu, mong quý cô chú anh chị thông cảm nha. Rồi. Tại vì nhiều khi mấy cô chú anh chị ở ngoài người xa thì do quãng đường nó dài nó rụng lá chứ không sao, tụi con bao sống khỏe. Rồi. Này rụng lá về là mình trồng xuống cái là nó ra lá mới là ra bông luôn cô chú anh chị. Rồi 1 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo cũng là một cây linh sam siêu bông luôn cô chú anh chị. Dạ. Đó, cây này cũng đi nhanh khuyến mãi luôn. Cây này thì nó lắc lượng. Cây này có thân lắc. Dạ, mà cái hoành thân thấy cũng mua bự. Thân lớn nhưng mà có điều nó có cái mặt cắt. Linh sam siêu bông mã số 4 nha quý cô chú. Mã số 4. Rồi. Cao được là 51. Rồi cao 51. Tổng tài ngang là nhiêu nè? Tán ngang nó được là 80. Rồi 80. Dạ. Đây. Đây gần cho một dòng đế. Đế thì có đều hết nha quý cô chú. Đế thì có đều hết luôn. Nhưng mà có cái mặt nó có cái mặt thẹo ở đây ha. Nó dứt cắt ở đây. Dạ. Rồi nó cũng xanh rồi. Dưới một cái mặt cắt bên đây. Em cạo ra em tính tha keo lại. Rồi cái hoành thân này được nhiêu đây? Thân này được 27. Rồi hoành thân cũng khá lớn rồi chú anh chị, 27. Dạ. Cái hoành nguyên cái bệ này là nó là mình cứ hạo hạo thôi. 46. Rồi 46. Chi này được 17. Rồi. Chi 17. Chi kế tiếp là 19. Chi 19. Rồi. Dạ. Rồi cây đang sống khỏe của chú anh chị. Có dây đây. Thì vô hai nước của quý cô chú. Đang vô dây. Số chỗ nó siết luôn. Rồi cây này giá cũng là 1 triệu luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn, gồm cả chậu luôn. Dạ. Gồm cả chậu siêu luôn. Bông mã số 4 nha quý cô chú. Này giá khuyến mãi luôn cô chú ơi. Rồi, đổi cây luôn sang đây.
tiếp theo. Là phôi mai chưa thủy. Phôi mai chưa thủy số 5. Ở số 5. Số 5. Số 5. Mình lộn số bây giờ. Cái này số 5 luôn đi cô chú anh chị. Cái kia đây. Đây, một cái phôi mai chưa thủy số 5. Này là mình em để vậy thôi ha, cô chú anh chị có muốn cắt phôi thì mình cắt cái này, cắt phôi nuôi lại thì nó hay hơn. Dạ, cây này già. Cây già nó xù quá chứ nè. Cây nhỏ nhưng mà già. Dạ, xa xa của nó chiều cao 47. Rồi, 47. Tán ngang nó là 52. Dạ, con đo cái hoành thân ở dưới này nó là 21. Dạ. Rồi, 21. Nguyên cái tổng cái cũ đế này là như đây. 42 quý cô chú ơi. 42 ha. Dạ. Đây, đế nó là vậy nè cô chú anh chị. Cộng cũng lực không à. Đều hết trơn, sổ đều hết trơn luôn. Nó nằm cái dáng rất là đẹp luôn. Nó có cái gọng này, gọng dưới xe nha quý cô chú. Đây. Dạ. Này về mình cắt lại ha. Em cắt trừ hao cho cô chú anh chị thôi. Về mình cắt nuôi lại cây này đúng con sai luôn đó. Đây, bông nó đây. Cây số 5 báo giá lên Khánh ơi. Cây số 5 này cũng là 1 triệu luôn. Dạ. Giao lưu là 1 triệu bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi. Đó. Rồi. Rồi, đổi coi luôn. Cái này rồi. Cụm rồi. Rừng. Tiếp theo là cây số 6. Là một cái cụm rừng. Cái này mình vô chậu dĩa đẹp không quý chú? Cụm rừng kim giòn. À. À, cái cụm rừng vậy nè cô chú anh chị. Cái này về thì mình cắt lại cũng được luôn ha. Cái này em mới cắt kìa. Cao nó 36. Rồi. Ngang nó 40. Rồi. Dạ. Thân đại diện của nó bự nhất là 13. Rồi 13. Dạ. Em đo tổng cái cụm này luôn coi nhiêu à. Tổng cái cụm nó được 53. Rồi, tổng cụm 53 ha. Cây dạ. Nhỏ nhưng nó già cô chú anh chị, nó cũng có nu nè. Cô chú anh chị nuôi sau này nuôi nó ra được rồi cô chú anh chị rút lại vô cái chậu nhỏ. Nó rất là đẹp. Đây, để em dừng. Đây cái mặt cắt là em xử lý nó kéo lại xanh hết trơn luôn ha. Lúng phúng mầm luôn rồi nè. Đó, đảm bảo cây sống khỏe luôn. Rồi, cây này em giao lưu giá là 800k ha, bảo ship toàn quốc luôn. Phôi số 6. Phôi số 6. Dạ. 800k ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi cây luôn em ơi. Cây số 7 là một cây gừa bông. Ôm đá luôn này, quý cô chú. Ôm đá. Này chơi mini bonsai của chú anh chị ơi, để bàn thay cái chậu ở dưới nữa là đẹp. Tại đã, chậu này đang là chậu nhựa. Đá núi. Ôm cục đá. Đó là dây thì mấy đợt dây quý cô chú anh chị thấy nè. Này mình đo cao ngang giùm anh thôi chứ cái này đâu có đo gì. Cái thân nó bằng ngón tay cái của chú anh chị. Nó có ba cái rễ đều. Cao là 45. Rồi. Gừa bông ha, gừa Đài Loan. Ngang này 40. Rồi. Dạ. Cái thân đây. Rồi. À. Cây này chung lưu với bonsai mini lúc trước mà em bán hết trơn rồi. Còn sót là cái cô này chú anh chị nhìn thấy nè. Nó cong. Nó có thân quái đó. Đó, vậy đó. Vậy mình vô cái tiểu cảnh cũng được, mình để thay cái chậu cũng đẹp. Mini để bạc. Này loại này dễ sống của chú anh chị, để trong mát là đều được. Cây số 7 này giá có mini không Khánh ơi? Giá 400k. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ, cô chú anh chị có yêu thương cứ liên hệ với anh Khánh. Rồi. Hay số điện thoại trên màn hình nha quý cô chú. Rồi 400k thôi cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc. Này như bán lấy tiền ship. Rồi tiếp theo là cây số số 8. Cây này cây cần thân. Cần thân mini quái. Đây, như con ốc sên vậy, có cục vậy nè. Rồi, nó có hai nhánh lên vậy thôi. Bằng cái chiếc đũa. Cái này chiều cao với cái cục đó thôi em ơi. Cao cao lên là 26. Rồi, 26.
mini quái của chú anh chị ơi. Cục này được 16. Rồi cục 16. Đây. Đây. Đó. Rồi em quay cái cục nhẹ, nhẹ cho thấy. Đây, nó gì nè. Sắn gan cục. Như con ốc nè. Đây, đây mình nhìn rõ là nhất là con ốc là ngay vị trí này đây. Ốc cần thân. Rồi cái này em giao lưu giá 300k. Bảo ship toàn quốc luôn. Rồi cây số số 8. 300k. 8 9 10 11 đều 300k hết trơn cô chú anh chị ơi. Số 9. Cũng là cần thân. Cũng là cần thân quái luôn. Nó có những cái coi này là coi ngặt của ngày xưa mình đã uống sữa rồi quý cô chú. Đây. Này bán khuyến mãi cho cô chú anh chị chơi yêu thích. Dạ, cái coi này ngặt lắm. Dạ. Đó. Cũng 300k luôn. Bạn cao bao... 22. Tán ngang đó là 32. Rồi. Còn cái này con không biết đo làm sao luôn. Cái này thì nó bằng ngón tay rồi cô chú anh chị ơi, bằng ngón tay nhỏ mình à. Mà nó quái vậy nè. Thì cái này con cũng đại diện như anh Khánh luôn, cái này ship là phải đóng thùng nha quý cô chú. Rồi, dạ. Ship đóng cái thùng nhỏ nhỏ, thùng xốp nhỏ nhỏ. Bó ship được. Nên quý cô chú anh chị thông cảm, nếu mà vui lòng ủng hộ tiếp anh Khánh. Rồi, có yêu thương thì ủng hộ luôn 2 3 cây lượt em đi cho nó. Đây em bán giá 300k luôn ha. 300 ngàn. Bao ship toàn quốc luôn, gồm cá chậu luôn ha. Mình mua cái chậu này không là bằng giá tiền mình mua cái cây à. 300k. Số 10 là cây mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy. Dạ. Mini kim giòn. Đây. À. Trong cái chậu chẹt chẹt gì như hộp xoài vậy đó. Cái này nó dính sình nha quý cô chú ơi, dính chứ sình. Không có gì. Mưa ẩm rồi miền Nam mưa. Rồi. Cao nó là 30. Cái hoành thân nó được là 12. Rồi 12 hoành. Dạ. Cũng 300 luôn quý cô chú. Cây 300k luôn. Đây, nó có mấy cái chòm ở trên này nè. Thì trong cái không gian nhỏ mình lấy cái bông cho nó thơm thơm thôi. Vô mình ra chút xíu là mình bẻ cái tàn nhỏ nhỏ là vừa là quý cô chú. Đó. Rồi cũng 300k thôi cô chú anh chị. Bảo ship toàn quốc luôn. Gồm cả chậu luôn. Đây, cuối cùng cây số 11. Số 11. Cần thân luôn quý cô chú ơi. Rồi một cái cần thân quái luôn. Nó cũng dán con ốc luôn. Cái này thì vô dây rồi tháo dây ra rồi luôn ha. Đó. Cao 20. Ngang 27. Cái cũ con ốc này là rồi, 10, báo đi. 17. Rồi cũ 17. Dạ. Rồi. Đó. Này cũng khá là quái nè. Nè cây cũ này nó đắp lên nó có mấy cái lần trẻ này cũng hay lắm mấy cô chú. Thì dạng mini thôi chứ cái này tiền ship thì cũng cũng gần hết gần cả 100 ngàn rồi quý cô chú. Rồi, có khi hơn luôn, xa thì hơn luôn. Tại vì mình đóng kiện thùng thì đo kích thước chứ không có đo cái cân nặng được quý cô chú. Rồi, một cây này thì giá cũng là 300k luôn cô chú anh chị. Là cây cuối cùng, cây số 11. Rồi, rất cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip. Dạ, con cười cũng về thế hôm nay là đã hết trách nhiệm. Con cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã đón xem kênh của anh Khánh cũng như là xem hết những cái lô anh Khánh bán. Con xin cảm ơn quý cô chú. Dạ. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại cô chú trong những clip tiếp theo.